ra mà bờ gào á. Có ống nói không? Có ống thùng đó. Ông Thùng lấy ông Thùng lại nói rồi Dũng. Hả? Kéo ông Thùng lại nói rồi. Kéo xéo rồi nè. Xéo đây nè. Kéo ra cho ra bờ gào đây sát bên đây. Kéo dài kìa. Ống dài lắm. Ví dụ cái dài. Cái sắp đây được nè, đi bôi cái chỗ ra ngoài cái xài đó được vậy. Đây bơm đi tao đứng đây. Lấy đâu ra cho mày gào luôn. Bơm đi đứng đây tao xịt ra gào luôn. Thôi đi con không được. Bảy chỗ lại bảy. Đây nè, ông cái này đi đồng. Ừ, đồng đất của người ta không tử mình. Trời ơi, trời đây nè, mình được để đây để chảy ra thì sao còn dưới vậy? Không già đó. Rồi. Dứt đi. Hết xăng hay vậy? Xíu nó bung ra sao? Máy này cũng mạnh dữ ta. Lưới kẻ tè tè luôn. Bỏ dép không được, tôi sang như đĩ vậy đó. Đó. Bảy đào gì không? Bảy nghe gì lên bảy. Hai rộng rồi nữa. Không rộng gì dễ dễ xuống. Trơn quá không? Đào lấy cây của tôi á, không dễ đào hơn cái này nè. Đầu này rộng hơn. Tay ra ấy. Đưa cho Dũng giật kinh thủ. Anh Dũng. Dũng nắm tay này. Nè. Nè. Dùng cái giò. Nè. Dũng chạy kéo. Nó còn trắng cái đầu này nè ông ơi. Xeo cái đầu này nè. Lấy chỗ ben xeo cái đầu này giặt ra nè. Ừ. Còn cái đầu lằn này nè. Không có cạc gì. Bà đi đi còn nhắm kêu lấy phần đầu. Cái phần giữa còn đu ra rồi. Này có cái dây lòn cũng giật được ta ha. Có dây lòn dễ. Đừng thắt thế chúng tôi nhiều quá không được. Nhẹ cái đứng kìa. Đứng đây đào đó, đủ mẹ tôi lụng quá. Đứng đây nè.
ai đạo lan tôi đụng đừng có sáng ngẫu nè, đụng một bánh lan chết luôn rồi. Lan này đụng mới đâu nè, cái lan ta chỉ mua bằng mưa là cái thép chắc thép nè, cũng thép ở bán bà có luôn bán chơi đâu, đúng rồi. Liền bén chứ. Đụng nó cũng quẹo à. Rồi thôi. Ngoài chỗ đầu bớt đất đi. Đất năm này đúng hai bàn người lấy nhỏ cái nắp nặng chứ nè. Có gì cũng vừa. Chồng cũng vừa. Đúng nhóm. Nè lấy chậu ben treo đây nè. Ông Thanh. Anh phụ cái này. Ben đâu? Dài giá. Sao lưng không kìa? Dài luôn á. Kìa, một cây sao lưng kìa. Cho chạy qua đây nè. Nè, đâu? Treo ngay góc này nè, chạy qua chạy cái đầu này qua đây nè. Qua anh đây phải không? Ừ. Đấy. Rồi. Rồi, dỡ lên. Xong. Dỡ nha. Còn. Còn xương à. Gặp phải nổi. Ha nó nuôi. Ở giày kéo là cũng được. Coi chừng cái giò đó, cái giò kìa. Ghim xuống. Cầm cái gì đâu. Bơm nước kìa không ta? Kiếm giày có giày không hả? Kiếm giày mới được thôi, lo kéo rồi nè. Thấy đâu có con giày gì nữa hả? Bỏ rồi. Cứ bự vậy. Mỗi hai người, ba hai người trên đủ rồi, dịch cũng được chứ đủ mà mình cho làm được. Đúng rồi, cái này không mở đâu. Trước đây căn chỗ thằng gào á, lấy dây luộc á. Ừ. Dắt thằng gào múc trước nghe, thằng chỗ nhã dầm tập về dắt á. Thằng này đó, thằng này cứ giữ rồi. Dân này cũng giàu, thằng này cũng giàu. Trời ơi, đi đâu tôi ở rồi, đi đủ mẻ rồi qua rồi. Hàng này hàng cứ giữ luôn á, không mục luôn mà nắp còn nguyên luôn á. Đó, đoạn dây ở hai người trên nắm giữa đó, nó lỏng rồi. Đặt bụng dưới thôi, bỏ đã bụng. Nếu mà còn xương thì mình lấy xương lên luôn hả ta? Mình lấy lên là mình đốt cái gì? Bỏ vô sao vừa? Để sát vô thằng gạo Dũng. Không nghe mùi. Đây nè ông ơi.
Lột giữa chứ vậy vuột sao? Ngay giữa ngay đầu phía vô cho vuột. Ngon lắm, cái đầu gị lên cũng được. Đâu? Lương đâu? Rồi. Đi luôn đi, khi tay đi luôn được không? Khi tay là nắng luôn đi. Để chơi gùa. Đi nào? Đi qua luôn rồi. Phải lặt cái gùa đó, phải lặt cái gùa đó. Học cái máy xuống đi, Thanh. Lấy đường hũ gì, lấy đường cái hả? Chưa. Lại làm gì ấu gì vậy? Tỉnh hả? Tỉnh lên rồi đó. Cái nắp còn nguyên á, nắp đặt mà. Đó. Cái hàng còn nguyên luôn. Vậy chắc sao? Học máy bơm em đi. Kéo cho nó xuôi ra đi là phụ không kéo xuôi bỏ đi. Chỗ nào nắp chơi cái đầu. Nhìn giữa đi. Lên miếng ga nữa. Xương đen.
Đàn ông xương đen, đàn bà xương trắng hả? Đắc à? Quá lâu rồi. Đây là hổ em đây, hổ qua đó đó. Đây nè. Hổ này đó. Rồi nóc ra. Con gì vậy? Coi hai cái ống tay xương còn không? Rửa không? Còn rửa chứ. Thôi đâu có gì đâu rửa. Đất con mà. Chứ còn chưa mới rửa không còn. Rồi. Cho một cục nữa đi. Cái gì rau của mẹ nó bị khó luôn. Nãy mà dụ mẹ bạn lát cũng lấp lại cái gì đâu. Mà cái gì cũng phải có cái kệ giống mới được phải không? Mấy cái kệ cái gì mà quá trời. Dễ chứ lạnh lùng. Đổi cái gì á? Rễ vô không rễ. Một cái nhãn, hai cái màu à. Này giống rễ đủ mấy cây. Không phải nhãn đâu. Không phải rễ nhãn. Không phải rễ nhãn. Này giống con ngụ nhỏ nước vậy á, nó giòn vậy nè. Không phải rễ chùm bầu luôn nữa. Hai cái mã này lâu năm dữ lắm mà. Biết hỏi ngon rồi, ngon rồi. Rồi đó ở đây thấy lại đây nè. Hỏi đi đâu nữa, hỏi thấy đâu nữa. Đây thấy qua đây. Ừ. Thấy xuống nó luôn. Đây rồi rồi. Lắp luôn. Cái này càng nhẹ cho anh Dũng. Tôi lẹ có 2.000 đồng bạc. Gì? 2.000. Làm gì? Chấp hả? Hả? Hả cái len không 12.000. Đục cái len 12.000. Gạch nó xuống dưới hết rồi. Đục cái len em. Ủa mà 150 nó vô cho mà gỡ ra được nó 12.000. Thục mình tao ăn á. Trời ơi, cái xe gì vậy? Cầm cái len, hứa ăn ngàn.